Vâng, Quang xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip kênh của Phạm Minh Quang chuyên hướng dẫn nuôi trời than và họa mi. Nay thì Quang xin được chia sẻ với cả anh em có hỏi rất là nhiều về cái vấn đề về cái lồng nuôi nhốt cho cái con chim trời than. Vâng, thế thì nó như này, cái góc độ mà lồng nuôi nhốt ấy, thì nó tùy theo từng cái góc độ chơi nó khác nhau. Tuy nhiên thì cũng chia sẻ cái clip này để cho một số các bác, các chú hoặc là các anh, các chị hoặc là các bạn đang mới chơi chẳng hạn có thể hiểu thêm một chút về cái chơi trời than, chơi dàn, chơi cội hay là chơi hót ở nhà thì cứ nuôi nhốt lồng như thế nào thì cho nó hợp lý. Thì trước mắt thế thì Quang xin được trả lời về cái lồng nuôi nhốt cho cái chim mà nó gọi là chim bổi, chim truyền đấy, chim hoặc là chim mép đấy, tức là mình mới mua về để mình vào cám rồi giờ mình ép mộc để mình nuôi thuần hóa ấy. Thì chúng ta nên chọn những cái lồng vuông mà đường kính của nó thì nó rơi vào khoảng ngang ấy, ngang là khoảng tầm 33 cho đến 35 đổ lại thôi, và cái chiều cao thì nó khoảng tầm khoảng 40. Đó là sau đó thì chúng ta dùng cái cầu phụ như Quang đang quay là cái lồng Quang đang ép cái con chim bổi kia chẳng hạn đây đấy, để cho mọi người xem đấy. Thì cái lồng này là chúng ta dùng để nuôi cái chim bổi, chim truyền, chim mép đổ lại ấy. Đấy, tức là đại loại là những cái chú chim mộc mạc vẫn còn nhảy thì chúng ta nhốt vào cái lồng nhỏ như này thì nó rất là nhanh thuần và nó đỡ nhảy nhiều. Đấy, thế sau này thì nó thuần hóa, nó chơi tốt rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái lồng to hơn. Đấy, đấy là về cái chim mộc. Đấy, thế tuy nhiên thì chúng ta nuôi nhốt vào đây mà nó thuần một chút thì chúng ta cũng có thể đưa ra cái lồng nuôi họa mi chẳng hạn. Cái lồng nuôi họa mi thì thường là nó là đường kính nó rơi vào từ 36 đến 38 phân. Đấy, cái đường kính của lồng đấy ạ. Đấy. Nhưng mà với điều kiện là cái chú chim của chúng ta nó tương đối đứng lồng một chút đấy, chẳng hạn như là nó không nhảy thì trong cái quá trình nuôi đấy. Cái quá trình chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng ấy thì nó cũng vô cùng lắm, nó tùy từng cái góc độ chơi của mỗi người và cái đại loại là mỗi một người có một cái quan điểm và một cái cách nuôi chim nó khác nhau. Cái clip này thì Quang sẽ làm là cái clip để mà gọi là tham khảo để cho anh em là cảm thấy áp dụng được cái nào mà nó hợp lý thì chúng ta sẽ làm theo. Chẳng hạn như là Quang thì Quang cũng không phải là tự hào gì nhưng mà cũng chơi chim cũng rất là lâu năm rồi và có những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua và mình cảm thấy nó rất là đúng thì mình nói lên đây để chia sẻ cho mọi người thôi. Đấy, về cái lồng nuôi thì với những cái chim mới thì nó như thế. Đấy, thế còn đến cái mà sau này nó thuần nó chơi được rồi thì nó cũng có những cái mà tiêu chí, nó cũng nhiều cái nó khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ Quang đang quay clip đây, Quang quay cái lồng này là cái lồng mà nó là cái lồng chòe, mấy lồng tròng màu ngày xưa chơi từ những cái năm 90 mấy. Đấy, cái lồng này thì Quang mua từ cái năm, nếu mà đúng ra là năm 2008, là hồi đấy nó vẫn còn chơi cái lồng như này, nhưng mà cái lồng này là Quang đã hạ thấp xuống, bỏ bớt đi hai vanh rồi, chứ còn ngày xưa là nó thêm hai cái vanh này nữa, nó cao lên đến tận đây này. Đấy, nó cao lên đến tầm đây này. Đấy, thì ngày xưa chơi ấy thì như thế, xong rồi lại có một cái cầu phụ ở trên cao này nữa, là cứ thấy nuôi chòe mới nuôi trồng màu ở ngoài Bắc này thì chơi cái lồng dài như thế. Thì bây giờ thì không ai chơi thế, chỉ chơi ở nhà thôi, chứ còn nếu mà để mà chơi ra dàn ra cội chơi đúng thì không ai chơi như thế. Thì chút nữa thì Quang sẽ quay những cái lồng to hơn để cho mọi người có thể tham khảo. Đấy. Đấy, tuy nhiên là cái lồng này ấy, thì bây giờ chúng ta nuôi cái con tiểu mi vào đây thì rất là hợp rồi. Đấy, vì nó như Quang sửa cái này bây giờ là nó cao, với cái vị trí cao này là đẹp. Đấy, tuy nhiên là mình cũng chưa có lồng thì mình nhốt tạm một cái chú than non lên, nó bộ là cũng tương đối nhỏ nhắn vào đây thì nó cũng hợp này.
Đấy. Thế cần chơi thì theo cái quan điểm của Quang thôi nhé, là gì, với những cái chú chòe than nào mà bộ cau nhỏ mà thuần rồi ấy, đấy, thì chúng ta có thể nhốt vào cái lồng mi khoảng đường kính độ khoảng 36, 38 cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta, kể cả chúng ta mang đi chơi đấy, mà không không phải là mang tính chất là đúng với cái góc độ là thi thố đấy, bởi vì thi thì người ta chỉ cho phép là từ như ở ngoài Bắc này ấy, thì nếu như Quang không nhầm thì từ 40 cho đến 45. Đấy, như trước là 40, bây giờ là hình như là chỉ có 43, 45 thôi thì phải. Không biết là cái tiêu chí thì Quang cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà không biết là cái đường kính 40 hình như vẫn được. Đấy, là ngoài Bắc. Đấy, các cái hội thi xòe than thì chút nữa Quang sẽ quay cho anh em xem cuộc thi. Đấy, thích theo Quang thì như Quang rất rất thích là có những con chòe mà nó bộ cau nó nhỏ tí. Đấy, nó nhỏ tí và đuôi nó cong vướn lên đấy, thì nuôi vào cái lồng nó độ khoảng size 40 hoặc 38 rất là đẹp. Đấy, nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ rồi xách tay đi chơi, đấy là chim thuần, chim nuôi non lên đấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thế còn về cái lồng to hơn để chơi bây giờ thì nó như thế này. Đây Quang quay bây giờ, đây là một cái lồng Quang cũng mua lại thôi. Cái lồng này thì nó là đường kính là 43. Đấy, đường kính 43. Cái lồng này là đường kính 43 này. Đấy, thì nó dành cho những cái chú chim mà đuôi nói chung là có xòe nhưng mà đuôi đợi là bộ là đại loại là ý Quang là bộ nó không phải là bộ to dài, bộ đại hẳn. Đấy. Thì chúng ta chơi vào cái lồng này để tôn hết cái vẻ đẹp của chú chim lên. Đấy. Đấy là cái lồng đường kính 43 này. Rồi tiếp theo thì Quang sẽ quay cho anh em là cái lồng đường kính 45. Đây là cái lồng đường kính 45. Cái lồng này thì Quang đang nhốt một cái con than mọc dở đang thấy lông. Đấy. Thì cái lồng này thì Quang đặt ở vác, mà cũng nói sơ qua cái lồng này một chút. Đây, mở cả ra để cho. Đây, cái lồng này là cái lồng đường kính 45 này, thì cái chiều cao của nó phải khoảng 47-48, tức là đo chiều cao của cái lồng này này. Đấy, từ ví dụ chân lên này áo chừng là 20 này, khoảng 40 này. Đấy, thì nó phải đến rơi vào 48. Đấy là cao đến đây này. Đấy. Thì cái lồng này thì đây ví dụ như cái chân này, đây Quang nói là cái chân này này, riêng cái chân này là mình đặt đây là nó đã mất tiền công là mất 300.000 tiền một cái chân này, ba cái chân nó là 900 rồi. Đấy. Một cái vanh này này. Một cái vanh chạy hoa dây như này thì họ tính là 200.000 một cái vanh này. Cái một vanh này, hai vanh này là đã mất 400 rồi. Cái bộ hoa cửa này này. Cái bộ hoa cửa này này với cả cái cầu cái cống này này. Đấy, là mất 350. Đấy, xong các bạn sẽ cộng ra. Đấy, cái gánh này, cái gánh riêng cái gánh đục cái này là mất 350 này, cái nậm này là mất 300 này. Đấy. Đấy, đây xem anh em xem clip thì cộng ra xem nó là bao tiền. Đại loại cái lồng này thì Quang đặt tính ra là nó rơi vào khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu gì đấy. Đấy là mình chỉ chuyện hoa vanh có hai cái vanh này thôi, ba cái vanh này. Đấy. Cái hoa chạy hoa dây này. Là họ tính 200 một cái vanh này. Đấy, cái lồng này thì nó là đường kính là 45 và cao đấy như áng sơ sơ là cao ở đây là 48 này. Đấy. Thì trong lòng của nghĩ nó thì Quang nghĩ là nó khoảng 45. Đấy. Hoặc là người ta dựng là 45-45 hoặc dựng là 45-46 rồi tùy mỗi nhà làm, có những nhà người ta dựng lồng có khi chỉ 44 thôi thì nhìn nó nhỏ gọn. Đấy là cái lồng này. Cái lồng này thì như này, nó thích hợp cho những cái chú chim đuôi to dài và lúc khi mà nó chơi ấy, là nó ra được hết các cái lết của nó này, chạy súng bố này, chạy ở dưới sàn nó gọi chạy bố này, chạy cầu này. Thì những con nào nó chạy cầu chạy cầu đấy này thì những con mà nó chạy cầu nhiều thì phải cái đường kính lồng để nó chạy, đúng không ạ? Rồi táp vanh lên, vanh thì gọi là táp vanh. Đấy, thì nó phải to như này thì nó mới ra được hết các cái nét chơi của cái chú chòe than khi mà nó chơi dàn, chơi cội hoặc là đi thi. Đấy là về cái lồng to như này. Đấy thì Quang nói như thế thì anh em sẽ hiểu một chút về cái góc độ chơi. Đấy, là khi mà
khi mà trên dàn thi thì cái lồng nó như thế. Thế còn chơi ở nhà thì nó vô cùng lắm. Đấy, như nếu như mà anh em nào mà xem cái clip của Quang mà bây giờ xem lại và Quang đang làm như này, thì trước đây có những cái clip mà Quang cũng đã quay khoe là khách hàng mua cám của Quang đấy, có quay là bảo là khen là cám tốt lắm, mà Quang có chụp ảnh và quay cái họ nuôi ở nhà một cái lồng sắt inox thôi, cái lồng sắt inox bình thường thôi, nhưng mà con chim lại chơi rất đẹp. Mình bảo là rất là phí, anh phải thay sang cái lồng to để cho nó mua nó đẹp đấy. Thì một cái chú chim mà chơi ở nhà thì tuy nhiên rằng là cũng không cần thiết phải cái lồng đúng, nhưng mà nó cái chú chim của họ nó chơi đẹp quá, đuôi to xong nhảy lên nhảy xuống múa liên tục, thì nhốt vào cái lồng sắt inox đấy nó phí đi. Đấy, là trước đây Quang cũng đã quay ở Zalo của Quang đấy. Thế còn đây như này, cái kênh của Quang ấy, thì ở cái phần kênh YouTube của Quang thì ở cái phần danh sách phát ấy, nó có các cái cuộc thi Quang quay về chùa than, thi hot này, Thái Bình rồi Thái Nguyên rồi Hải Phòng mở rộng này. Đây ví dụ như Quang sẽ qua bật cái về cái danh sách về cái hội thi của Hải Phòng mở rộng này nhé. Đây thì nó có cái clip từ vòng 1 đấy, điểm qua đấy mọi người sẽ nhìn thấy cái lồng treo trên dàn đấy, rồi đến cái trận chung kết này, đến cuối cùng là cái trận chung kết, thì để cho anh em xem cái lồng nuôi nhé, thì để cho mọi người thấy là cái chú chim nó chơi nó ra hết cái nét đẹp của chú chim đấy. Đây. Đây anh em xem cái lồng nuôi đây. Đấy. Cái lồng cái con này là hôm đấy là con này là con đại lộ này, số báo danh 89 này. Thì cái lồng này là lồng Biên Hòa. Cái lồng này là nó còn size nó còn nhỉnh hơn cái lồng Vác 45 một chút. Đấy. Nó cũng là lồng size 45 thôi, nhưng mà nó nhỉnh hơn một tí thôi. Đấy. Thế còn những cái lồng mà trong cái trận chung kết bốn cái lồng này Quang thấy là toàn là 45 hết, bởi vì ở cái lồng này là ở những cái chú chim ở trong những cái lồng này là toàn những con đuôi to, múa rất là đẹp, thì nó phải size là size lồng là đường kính 45. Đấy, hình như có một cái đường kính 43 thì phải, thì thực ra thì 45 43 là phải nhìn kỹ mới phát hiện được ra nó chênh lệch, nó cũng không đáng kể là bao nhiêu đâu. Đấy, thì cái lồng nuôi chòe là ngoài Bắc này thì chơi dàn chơi cội thi thố hiện tại bây giờ là đang những cái lồng này là nó hợp lý này, bởi vì như mọi người thấy là chim nó chơi nó chạy nhảy nó lên xuống là phải cái lồng rộng như này thì nó mới đẹp. Đấy. Thì Quang cũng đã nói rồi là tuy nhiên đấy, những cái chú chim nào mà đuôi nó ngắn hoặc là đuôi nó xòe không được to lắm ấy, thì anh em đừng cho vào cái lồng nó rộng quá. Chúng ta cho vào cái lồng khoảng 40 thôi chẳng hạn, để tôn cái con chim nó lên để lúc nó chơi. Đấy, thế còn những cái chú chim mà nó to dài như cái con đại lộ này đấy, thì nó phải cái lồng này. Mà trước đây ông chủ cũ của cái con này là ông Tuấn Anh chơi với Quang ở gần nhà Quang ấy, là ông ấy nuôi cái đêm mấy năm ấy, là ông ấy đi thi con này, là ông ấy lấy, mà đúng ra mọi người không để ý cái lồng con này là cái lồng size còn size 47 của trời lửa cơ, nhưng mà mọi người không để ý, không biết, thì anh ấy nói thì mình mới biết. Đấy, sau này thì con đại lộ này nó cũng có vào trong Nam 2 năm, 1-2 năm thì đấy giờ lại quay ra Bắc. Đấy, thế hiện tại bây giờ thì cái con này là đang nuôi ở cái lồng Biên Hòa. Đấy, về cái lồng nuôi thì tuy nhiên thì ở cái clip này thì Quang cũng nói thêm một chút là cái góc độ nuôi thì như này, chúng ta mà nuôi nhốt một cái chú chim mà ở trong cái lồng nuôi mà chúng ta lại dạng như kiểu như là mình lại cho ăn nó đầy đủ các cái chất quá, nó không được hoạt động ấy, thì nó cũng không tốt. Đấy, cho nên là về nuôi chòe thì anh em nên có những cái lồng tập lực kiểu như này, tập lực kiểu như này. Đấy. Thậm chí là như cái lồng này thì nó chỉ dài có 1 mét thôi. Thế còn cái lồng mà ở trên tầng thượng nhà Quang hay là nó dài những 2 mét cơ. Đấy, thì con chim nó sẽ vào đấy nó bay nhảy nó tập lực, rồi là nó ăn uống thì là nó mới có sức để nó chơi. Thì là cái lồng đó thì nó dành cho những anh em nào mà chơi dàn chơi cội thôi. Tuy nhiên thì là chúng ta mà chơi ở nhà ấy, thì chúng ta
cũng nên có thì là tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là khi con chim ấy, mà Quang cũng phân tích cho mọi người như này, cái con chim mà chúng ta chỉ nuôi nhốt nó một cái lồng duy nhất, nó không được bay nhảy, mà chúng ta lại cho nó ăn nào là như cái cám thì Quang trên thị trường thì nó có rất là nhiều các cái hãng cám khác nhau thì Quang không nói đấy. Kể cả ví dụ như anh em là có cho dùng cái sản phẩm cám chòe của Quang mà anh em cho ăn nào là dế, nào là sâu, nào là rắn đất, nào là châu chấu, đấy là mồi tươi, chúng ta cho ăn như thế mà chúng ta lại không cho nó ra tập lực nó bay nhảy thì nó cũng rất là không có đúng một chút nào cả. Đấy, nó cũng không khác gì, nó không khác gì mà đại loại là chúng ta chỉ ở trong nhà thôi, không có hoạt động cái gì cả. Chúng ta nào là ăn lòng lợn thịt canh này, nào là ăn thịt chó này, là ăn hải sản quá nhiều, đúng không ạ? Không hoạt động đấy, không có vung vẩy chân tay, không có đi bộ, không có chạy nhảy, không có chơi thể thao đấy, không có đá bóng, không có cầu lông chẳng hạn, thì nó cũng không khác gì một cái chú chim mà chúng ta nuôi nhốt như thế. Thế tuy nhiên thì con người chúng ta ấy, thì ăn uống như thế mà chỉ nhốt một chỗ thôi, ở trong nhà thôi, như thế cũng không chịu được, đúng không ạ? Đấy, thì Quang cũng nói ví dụ như thế thì để anh em có thể là hình dung ra được. Thì cái chú chim chúng ta nuôi nhốt ở một cái trong cái lồng, kể cả có là cái size 45 này đi chăng nữa, nhưng mà cứ sáng ngày lại chúng ta lại tống một đống châu chấu vào, cào cào vào chẳng hạn, xong lại chiều lại dế, xong lại sâu rồng, sâu quy chẳng hạn như thế, thì cái con chim nó căng, nó rực quá, nó căng, nó rực quá, nó cũng không tốt chút nào cả, nó không hề tốt một chút nào cả, đúng không ạ? Không hề tốt đâu, nó căng lửa ảo thôi, hỏng lúc nào không biết đấy ạ. Đấy, thì đây là cái quan điểm và cái kinh nghiệm nuôi chim của Quang đấy. Chẳng hạn như Quang nói như này, những người thực tế như Quang nhìn thấy là những người mà họ ăn uống rất là điều độ, cứ sáng ra thì dậy sớm một cái đi ra hồ, coi như chạy một vòng, đi bộ một vòng, chiều đến đi bộ khoảng 2-3 vòng chẳng hạn, cái sức khỏe người ta rất là ổn định và đều đấy, hơn nhiều so với những người mà ăn uống coi như là đại loại là rất là nhiều đạm mà nhưng mà cũng không hoạt động gì, thì nó chỉ là cái sức khỏe ảo thôi. Đấy là theo cái kinh nghiệm của Quang thì nó là như thế. Đấy, thì cái nuôi chim này thì cũng như thế, thì để anh em cái clip này thì Quang nói như thế để anh em hiểu thêm được một chút là về cái vấn đề khi mà chúng ta nuôi nhốt một cái chú chim ở trong lồng như thế này. Đấy, là gì? Nó cũng không khác gì con người chúng ta, thế thôi, bị nhốt một chỗ và lại cứ ăn uống ngon, nó cũng chả giải quyết được cái gì cả, mà nó còn sinh bệnh ra cơ. Đấy, nó phải hoạt động. Đấy, thì trong cái quá trình nuôi thì anh em nên cân nhắc, ví dụ như là cái chim nó chưa có lửa, nó ở cái giai đoạn nào thì chúng ta nuôi ở cái giai đoạn đó. Thì Quang đã làm rất là nhiều clip rồi, sau này Quang sẽ làm thêm các cái clip để phân tích cho anh em. Chẳng hạn như là cái chú chim mà bổi chẳng hạn, nó ở ngoài tự nhiên, nó thay lông xong xuôi hết rồi, nó thay hết rồi, thì khi chúng ta đưa vào nuôi nhốt trong lồng này thì chúng ta cũng không cần phải cái cám mà cắm số rồi cám hãng này hãng kia, nó lên đến 25-40 nghìn một lạng, chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Đấy, sau đó lại tống đẫy mồi tươi vào, càng chết càng hỏng. Rồi nó có cần thiết đâu, ngoài nó phải bay nhảy thì nó mới cần thiết như thế chứ, đúng không ạ? Thế còn nó chỉ nhốt ở trong cái lồng nhỏ nhỏ, nhảy lên nhảy xuống bình thường này mà sao chúng ta cho ăn thế thì chết toi ngay, hỏng ngay con chim. Tất nhiên thì nó chả hỏng luôn đâu. Đấy, có như con chúng ta ăn thế, nó rực quá, nó nhảy quá nhiều chẳng hạn như thế. Đấy, thì cái chú chim mà nuôi nhốt như thế, nó chưa thuần, chưa thể cho ra cái lồng như thế này để bay nhảy được này, thì nó chỉ ăn ví dụ như cái cám, thì nếu mà cám ổn định rồi thì sáng ra thì chúng ta chỉ cho nó ăn được khoảng 2-4 con châu chấu thôi là cùng thôi, trưa đến thì khoảng 2 con dế hoặc là 2 con nhộng. Đấy, đấy, chiều đến thì lại 2, đại loại là như cái con này là Quang nuôi theo đúng tiêu chuẩn là cái cám của Quang ấy, thì một ngày là chỉ có 2 dế, 2 nhộng và 2 châu chấu chẳng hạn, mỗi thế thôi, để duy trì nó, để nó có, vẫn có cái độ đạm mà độ có, để nó luôn giữ được cái lửa. Thế sau này nó khi mà nó thuần rồi thì lúc đó thì chúng ta mới muốn nó tăng cái độ hot thi đấu lên chẳng hạn, thì chúng ta mới thêm mồi tươi nhiều. Đấy, còn Quang thấy rằng là anh em nuôi chim là Quang thấy là cứ đổ một đống cả coi như là cà cào cào vào trong lồng thừa thãi, là ăn phung phí, vừa tốn mà vừa chả giải quyết được cái gì cả.
không thể thúc được, vì đến mùa tự khắc nó căng lửa nó trơn nếu như là chúng ta cứ chăm sóc nó đều tay. Đây là cái quan điểm của Quang đây nhá, để nói là như thế. Thế còn ví dụ như là chúng ta muốn thúc lửa, đến cái giai đoạn thúc lửa với một cái chú chim chẳng hạn như là cái chú chim, đây cũng là một cái chú chim mà nó là con chim mép mà cái clip con đã làm cho anh em hai cái clip rồi đấy. Đó, là gì, nó mình chăm nó thuần đến mức độ là mình cắt cánh đi và mình thả vào cái lồng lực này đấy, thì mình muốn nó lên lửa thì là gì, nó phải có một cái tung riêng. Ở đây thì Quang đang thí nghiệm là gì, toàn bộ chim nhìn với nhau hết, chưa có lửa nhìn với nhau hết, để xem là nó có bỏ được cái, những cái bản năng tự nhiên của nó đi không. Bản năng tự nhiên là bản năng xù đấy, có lửa lên một cái là xù, đạt được lửa thì chơi đấy, con chòe ra như thế. Thì ví dụ như cái chú chim này chẳng hạn, thì Quang thả vào đây thì muốn nó lên lửa, nếu như muốn nó lên lửa để chơi luôn cái mùa tới này nhá, thì một mình nó ở một chỗ như này thôi, cho ra ngoài ban công kia không nhìn thấy một cái chú chòe than nào khác đó. Sau đó thì nó được hoạt động thì có thể một ngày độ 10 đến 20 con cào cào châu chấu, 10 con dế đấy, hoặc là 5 con nhộng, nếu mà nó hoạt động nó bay nhảy như thế này đấy, hoặc là cái lồng lực to hơn nữa, tăng cả đạm mồi tươi lên, thì nó bay nhảy thì nó phải ăn nhiều, cũng giống như là anh em nào chơi thể thao để biết đấy, ăn với chế độ hơn người bình thường đúng không ạ đấy. Hoặc là vận động viên thì đương nhiên là phải ăn theo cái chế độ là hơn cái người bình thường, vì người ta phải hoạt động mà đấy. Thì đấy cái góc độ nuôi thì Quang xin được chia sẻ là như thế. Thì một cái chú chim mà khi nó ở cái lồng như này mà chúng ta muốn lên lửa thì là phải một tung riêng và ăn tăng cái độ đạm lên. Muốn lên lửa thì chỉ có mỗi là riêng con chòe này, muốn lên lửa chỉ có tung riêng và cào cào, chỉ có cào cào tươi đấy, thỉnh thoảng cho con tép tươi hoặc là coi như là một tuần thì khoảng 3 lần mỗi một lần khoảng một mẩu thịt bò, khoảng bằng một đốt tay út, một đốt tay trỏ hoặc là một đốt tay cái đấy, tùy từng sức ăn của mỗi con nào nó to nó đậm nó khỏe thì nó ăn nhiều, còn con nào mà lông nó mỏng, người nó bộ nó nhỏ thì nó ăn ít đấy. Cái cách lên lửa thì mồi tươi như thế và cái tập lực như thế và một cái thung riêng như thế thì kiểu gì 100% là con chim nó lên lửa đấy. Thế còn cái chuyện mà nuôi như này là nuôi đàn như này, thì cái chú chim ấy là mình chỉ tránh là để cho chim nó nghe thấy những con chim nó hót to gắt dí giáp vào. Thế còn cái đồng loại của nó cùng như này, Quang đang thí nghiệm là nhìn với nhau toàn bộ như này để xem là nó có bỏ được hết những cái bản năng xù của nó hay không. Thì trước mắt là cũng chia sẻ với anh em rằng là nó nhìn với nhau như này rồi nó quen, thế là con nào hót chuyện thôi, còn con nào hót sổng thôi đấy, còn chưa đến cái giai đoạn là múa hót. Nhưng mà như này khẳng định với anh em là không bao giờ lên lửa 100% được, mà chúng ta muốn cái chú chòe của chúng ta mà lên lửa ấy, thì chúng ta phải có một cái thung riêng và cho ăn uống như Quang nói, tập lực như thế đấy. Thì quay lại với cái vấn đề cái clip về lồng nuôi thì như này, Quang đã nói như thế thì chắc chắn là anh em cũng đã hiểu một chút về cái lồng nuôi là gì. Chúng ta tùy từng cái chú chim đấy. Tóm lại là nếu như mà về chim bổi chim mộc thì chúng ta lên nuôi vào cái lồng dùng ép mộc đấy. Còn với những cái chú chim thuần rồi thì chúng ta chơi những cái lồng, nói chung là để mà không lỗi thời mà lỗi mốt ấy, thì Quang thấy rằng là cứ 43, 45 là chuẩn nhất đấy, đừng có 40. Cái đường kính 43 ấy, đấy, là cái đỡ lỗi mốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái con chòe chơi ấy là chắc chắn là cái size đấy thì nó chơi mới đẹp được đấy. Đấy là, đây là cái trận chung kết ở Hải Phòng ngày 10 tháng 4 năm 2022 này. Đấy, là cái về cái lồng nuôi đấy, anh em cứ sắm cái lồng đẹp, chúng ta giữ gìn cẩn thận để chúng ta chơi về lâu về dài. Thế còn cái lồng ấy thì 45 ấy thì ở Vác thì họ bán ví dụ như cái lồng như này này thì chỉ có khoảng 750-800 nghìn thôi đấy, đẹp hơn nữa thì nó khoảng hơn triệu đấy, là cũng là size 45, lồng trơn thôi đấy, chứ không nhất thiết là phải lồng vài triệu. Đây như cái lồng này là cái lồng mà nó Quang nhập vào có hình như có 750 thì phải đấy, lần trước cũng nhập 10 cái. Thế anh em đi mua lẻ thì chắc nó khoảng 850 ở cửa hàng, các cái cửa hàng chim ở Hà Nội thì chắc họ bán khoảng 850 gì đấy, hoặc là ra phiên chợ thì nó sống hơn này một tí, nhưng nó rẻ lắm, chỉ có 550-600 thôi
cũng có một cái lồng size 45 để chúng ta dùng bằng trúc. Đấy, nhưng mà tuy nhiên nó không phải là trúc già, trúc cật và hàng kỹ hàng đẹp, thì tùy góc độ. Rồi về cái lồng nuôi thì Quang xin được dừng lại cái clip ở đây nhé. Thì Quang xin cuối clip thì Quang xin được chúc tất cả anh em, tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đến xem đến cuối clip là luôn luôn có sức khỏe tốt nhất và chọn và nuôi được cho mình những cái chú chim ưng ý. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở trong các cái clip sau.